9, 10, 10 Quý vị khán giả vừa xem với chúng tôi một cái câu chuyện rất là thú vị à, có thể nói chúng ta cũng đang tranh cãi với gia đình mình để xem cái câu chuyện đó sẽ đứng về phía nào. Bây giờ cô gái xinh đẹp và Thanh Trúc, theo em thì cái câu chuyện vừa rồi ai đúng? Em thì em thích hiện đại hơn. Em thích tất cả mọi người chạy theo xu hướng hiện đại để mà thể hiện được cái sự tự tin của con người mình. Thì lúc mà mình tự tin rồi thì lúc nào trong mình cũng trẻ trung. Hiện đại thì hiện đại vừa vừa thôi. Hiện đại quá, về một ngôi nhà ở làng quê như thế, em mặc cái áo hở gần như là một nửa như thế. Hồi nãy là bạn đó mà có lý do là vì là thật sự cái áo nó ướt rồi. Mọi người đều có một khía cạnh nhìn khác nhau, nhưng riêng bản thân Nam thì Nam lại trân quý cái truyền thống hơn. Tại vì mình dựa vào cái truyền thống để mình đi lên, để sau đó mình sáng tạo hơn hoặc là mình làm những cái chuyện gì nhưng phải dựa vào cái truyền thống. Bắt tay rồi. Đúng, nhưng đó mà cái này á, trường hợp của chương trình đưa ra nó hơi ngặt nhẹo, nó khó khăn quá. Thật sự là mặc đồ như vậy thì không sai, nhưng mà vô tình tự nhiên bước vô một không cái ngôi nhà như vậy. Tôi nói là hiện đại thì hiện đại, nhưng mà chúng ta phải tùy theo nhập gia tùy tục. Tôi tới nơi nào đó, tôi ăn mặc thế nào, tôi hiện đại thế nào đó. Mới vô nhà, tao đâm vỗ, đâm quải, vô cúng kiến hiện đại kiểu đó. Tôi không là quý hiện đại kiểu đó. Họ lê quảng khoái đó thì anh còn cười, anh nói đi. Thứ nhất á, là vừa rồi á, là kêu nói thật ra là hơi ăn gian. Dạ. Có nghĩa là đưa cái cô vào một cái đám dỗ, dạ, đúng không? Dạ, đúng. Nhưng rồi mà thật ra trong cuộc sống của chúng ta một năm á, thì mấy lần đám dỗ. Đấy, và phần lớn là cuộc sống là những cái chuyện bình thường. Cho nên đưa cô vào cái đám dỗ thì kết luận cô ấy là như vậy là ác quá. Đấy, dạ. Thôi được rồi. Bây giờ thế này này, tôi chỉ việc hỏi thế này thôi. Ví dụ cuộc sống là 10, thì bây giờ Trúc sẽ là mấy phần truyền thống và mấy phần hiện đại? Em là 6 phần truyền thống, 4 phần hiện đại. Anh Nam là mấy phần? Em thì em nghĩ là em cũng là 6 phần truyền thống, 4 phần hiện đại. Nhưng mà đúng là em thiên về truyền thống nhiều hơn. Truyền thống à. Anh Linh mấy phần? Tôi là 10 phần hiện đại, nhưng mà cũng 10 phần truyền thống luôn. Ủa là sao nó có nguyên nhân của nó. Ví dụ vô cái chỗ mà hiện đại là tôi chơi hết mình hiện đại. Mà về chỗ truyền thống là tôi chơi hết cái truyền thống. Giống như mình đi bơi, mình phải mặc đồ bơi. Mà đi bơi, tôi phải mặc đồ bơi. Mà vô đám giỗ, tôi phải mặc áo dài. Nói thế cá nhân tôi thế này này. Mỗi người đưa ra một cái nó gọi là tỷ lệ do mình chọn, đúng không? Không có gì. Tôi thì tôi sẽ là cuộc sống ấy, thì tôi sẽ chọn là 8 phần hiện đại, 2 phần truyền thống. Đấy. Thế thì giờ tôi mới nói là tại sao như vậy, đúng không? Mọi người cứ nói tại sao, còn tôi thì tôi nói thế này này. Thực sự mà nói là không có cái văn hóa nào nó tách khỏi truyền thống cả. Tuy nhiên trong cuộc sống hôm nay á, và trong những cư xử hàng ngày á, là người ta thiên về hiện đại rất là nhiều. Chẳng hạn như áo dài, ai cũng công nhận là đẹp, nhưng mà một năm chúng ta mặc mấy lần, đúng không? Ngoài dỗ Tết ra và thì có thể nói rằng là 365 ngày chúng ta không có nổi được 30 ngày mặc áo dài. Đấy là sự thật, nó là như thế. Thế thì còn tất cả những cái khác, cúng dỗ rồi thì cải lương rồi chèo rồi tuồng cổ, hay là chúng ta đều gọi là chúng ta rất tôn trọng nhưng mà chúng ta dùng rất là ít. Thế còn bây giờ, chẳng hạn như bây giờ trong cuộc sống này chúng ta là những người showbiz này, thì bây giờ chúng ta chỉ nói là cái gì mà người ta luôn luôn cổ vũ trong showbiz. Ví dụ nhạc trẻ, đúng không? Cái gì cũng là trẻ, mà thật ra ai cũng biết là trẻ là người ta phải thiên về hiện đại, đúng không? Cho nên là tôi thể nói rằng là tôn trọng truyền thống, nhưng mà tôi chọn hiện đại tới 8 phần. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai cái này này là hiện nay cái sự hiện đại nó tiến một cách khủng khiếp nhanh, mà truyền thống thì nó vô cùng chậm. Người ta nói là cách đây 100 năm á, thì thế kỷ 15 với lại thế kỷ 16 á, nó gần như giống nhau. Từ ăn mặc cho đến, nhưng mà thế kỷ 20 với thế kỷ 21 thì nó xa nhau khủng khiếp. Và năm 2020, nếu mà sau này so với năm 2030 thì cái năm 2020 nó sẽ rất là chậm. Bởi vì hiện nay cái sự tiến triển nó rất là nhanh, cho nên là cái hiện đại nó phát triển khủng khiếp mà cái truyền thống nó không cách gì theo kịp được. Cái điều đó là chắc chắn. Rồi, em chấp nhận với những cái biện luận của anh Hoàng. Hồi nãy giờ anh Hoàng đang biện luận cho đó là mọi mặt, về mặt xã hội, mọi mặt đang đi lên vấn đề văn minh hiện đại. Ok, đó là em đồng ý. Còn chúng ta đang bàn vào cái gọi là gom vào cái câu chuyện đây là chúng ta đang ăn mặc như thế nào, lễ nghi như thế nào. Tại vì ăn mặc nó kèm theo lễ nghi trong đó. Rồi, bây giờ thế này nhá, ăn mặc, bạn bấm nó ăn mặc đúng không? Đúng. Bây giờ nhìn đi, ông Quyền Linh này, đôi giày này người ta gọi là giày Tây. Cái áo vest này là thu thập từ phương Tây, đúng không? Nhưng mà nó vẫn là lách. Khoan, đừng nói. Nghĩa là người Việt Nam mình xưa kia là các cụ không ăn mặc thế này, không có đôi giày này, không có cái áo vest này, không có cái sơ mi này. Mặc dù chúng ta không nhất trí với nhau, nhưng khi chúng ta ngồi đây bốn người thì trên cả bốn người này thì phải không, đến em hiểu. 9 phần là hiện đại, em hiểu. Có nghĩa đây, anh em đang nói hôm nay chúng ta đang được hòa nhập, đúng không? Anh nhớ đôi giày này mình hòa nhập. Còn ở đây vẫn là đôi giày này lách xích gần cả trăm năm. Bây giờ thế này nhá, một cái Nike giờ cả trăm năm. Bây giờ anh cá với tôi cái điều cá này không? Bây giờ anh đưa 100.000, còn tôi đưa cho anh 1.000.000.
Với điều kiện là nếu mà tôi chạy từ đây đến chợ Bến Thành mà tôi gặp một người mặc áo dài khăn đóng thì tôi sẽ trả tiền cho anh, còn anh không gặp anh phải trả tiền cho tôi. Không, thì ai thua? Không thì chắc anh thua. Không, em nói là cái bộ đồ tây, cái bộ đồ tây, một cái áo sơ mi, một cái quần jean, nhưng nó không phải là hiện đại. Có nghĩa là vậy, ý bây giờ em nói là thật. Bây giờ nè, có những cái mà hiện đại nhưng mà nó cách tân một cách quá đáng, giống như một chiếc áo dài của mình. Đúng. Chiếc áo dài cổ điển của mình, tất cả thế giới nhìn vào nó rất đẹp, cổ kính, vừa thước tha, tà áo dài bay trong gió rất thước tha kính đáo. Nhưng bây giờ nó cách tân một cách quá đáng. Ôi trời ơi, vô cũng đã phá rồi. Chơi với anh thế này này. Em vẫn nói mà, nhưng cái vấn đề là nó biến tấu nhiều quá. Nó sẽ tà mà nó sẽ tới đây. Không quan tâm cái chuyện nó biến tấu. Rồi vấn đề là nó đẹp hay xấu. Nó sẽ tù luôn, sao chịu nổi. Tôi có thể nói rằng là bây giờ là... Hai người cãi hết chưa, giờ tới tôi nè. Em giờ thôi cho em nói một câu thôi. Nói nữa đi. Sao em nói là em thiên về truyền thống. Em là 6 nhưng đó vẫn là 4 mà. Em vẫn cộng hưởng lại hai cái. Nhưng cái gì, chừng nào mà em thiên về nhiều quá, cách tân quá đáng thì lúc đó, đó lại... Yeah, thế này này. Nghĩa là mặc dù chúng ta không có sự lựa chọn gì hết, nhưng mà vô tình trong cuộc sống, chúng ta vẫn cứ đi theo hiện đại, bởi vì nó là xu thế. Nó là một cái điều rất thuận tiện, nó là một cái điều mà xung quanh chúng ta. Chứ còn bây giờ khi chúng ta ra đường, chúng ta không nghĩ là hôm nay chúng ta truyền thống hay hiện đại nhỉ, chúng ta không nghĩ như thế. Nhưng mà tự nhiên trên con người chúng ta, từ cái đồng hồ đến cái quần, cái áo cho đến tác phong, chúng đến cái điện thoại trong người, nó hiện đại đến 10 phần, nó hiện đại đến 8 là ít nhất. Anh Hoàng ơi, em nói anh Hoàng nghe, anh mới là người hiện đại đó. Anh á là toàn đồ hiệu nước ngoài không. Theo Huy đó. Đây nè, em nha, đồ vậy thôi chứ đồ Việt Nam, người Việt Nam dùng hàng Việt Nam hết nha. Người Việt dùng hàng Việt, nó vẫn mang nét truyền thống đó anh. Nói chung là thế này, áo dài xưa nó có cái đẹp riêng của nó. Đúng. Một cái đẹp tiềm ẩn mà khó bao giờ cái nét hiện đại có. Áo dài hiện đại nó cũng có nét đẹp của nó. Nhưng mà với người Việt á, nếu như lâu lâu mình về đám giỗ cúng quải về lễ tiệc, mình mặc lại cái áo dài the đó cổ điển cho nó đẹp lắm, nó đẹp từ tâm hồn, nó đẹp tới giá trị truyền thống. Còn cái những cái hiện đại thế này, thí dụ như giống như là đau bụng đi, chạy ra hái cái cọng rau gì đó, hay là lại ông bà cúng cho nó hết đau bụng, cái đó mình nên cho qua. Mình sẽ hiện đại là mình coi bác sĩ trị sao, mua to thuốc. Chúng ta ở chỗ nào chúng ta sẽ tùy thuộc vào cái văn hóa. Tôi đi nước ngoài tôi vẫn ăn mặc như nước ngoài, nhưng tôi về Việt Nam là tôi là người Việt Nam. Còn Lê Hoàng lúc nào anh cũng hiện đại và đồ hiệu hết trơn á. Anh ủng hộ hiện đại. Cái đó là gì? Hòa đấy, anh thấy là hòa mà không tan. Chúng ta có thể hòa nhập với thế giới. Còn anh Hoàng, anh hòa anh tan luôn rồi. Anh tan luôn rồi. Anh hòa là anh tan. Thật sự nói anh Hoàng á, 8% hiện đại là em thấy rồi đó. Anh còn 2% truyền thống là gì theo em? 2% truyền thống á, là tôi không có thể hiện ở trên cái ăn mặc của tôi. Bởi vì cái ăn mặc của tôi là hiện đại mất rồi. Còn nãy giờ Thanh Trúc ơi, em nói ý của em đi, bây giờ mấy anh cãi nhau nhiều quá rồi. Trời ơi, không ngờ mà ba người đàn ông mà ngồi cãi. Không, là mình phải cãi mà mình tranh luận đó. Mình tranh luận, mỗi người có ý riêng mà. Dạ, theo thì... em phải có chứng ý riêng, đừng có theo Lê Hoàng. Thật sự ra như hồi nãy nói là đúng là áo dài, mỗi cái áo dài nó có đều có nét đẹp riêng hết. Và như em nói thì là cô gái ở trong cái tình huống vừa rồi á, là cũng có sai và cũng có đúng. Nhưng mà sai vì là cô ấy chưa có kinh nghiệm nhiều trong cái việc tiếp xúc với lại người lớn. Không tinh tế. Dạ, không tinh tế. Tôi nói cái này rất đẹp nha anh Hoàng. Ví dụ như ngày xưa mình gặp ông bà, mình hay cái này nè. Dạ, thưa ông, dạ thưa bà, con mới học mới về. Cái giá trị truyền thống này nó đẹp vô cùng. Ví dụ người ta chào dày hoặc hello hay gì đó, Việt Nam mình là rất đẹp. Dạ, bây giờ nó mất hết trơn rồi. Mà tôi nghĩ rằng cái đó là phải giữ. Cái giá trị truyền thống nó không bao giờ thay đổi. Mà ta phải bảo tồn và phát huy cái giá trị truyền thống đó. Bây giờ mình cứ hiện đại cái cháu con thì gặp ông bà cái hello. Hello ông nội, hello ngoại. Bây giờ đi ăn nè anh em, mình đi ăn anh Quang. Đi ăn. Rồi vô ăn mạnh, ăn vừa nói cười. Nhưng về ngồi với ông bà là dạ con mời bác, mời ông, mời chú. Ủa có mất gì đâu, cái truyền thống nó quá đẹp mà, cái cũ đó nó đẹp lắm. Trước khi đi dạ thưa ông đi, dạ chú, bà Tám con đi nha, cái gì đó rồi hello cả nhà nha, xin chào, see you again. Cái này á thật sự nó hiện đại, nhưng mà mình sử dụng với bạn bè thôi. Tôi nói thật, tại sao tôi lại xách cái vỏ đệm đó với mang với tôi ông tôi đi, tự nhiên tôi thấy ôi tôi nhớ nhà quá, tự nhiên tôi xách tôi thấy tự hào, tôi thấy tôi nhớ ông bà tôi ngày xưa nó từng xách cái vỏ thế. Nói chung thế này, mọi người một ý, tôi nghĩ rằng ý nào cũng tốt, nhưng mà giá trị truyền thống, những cái gì ông bà ta đã có từ hàng đời xưa cho đừng thay đổi đi, để cho nó đẹp, để có giá trị, để chúng ta chứng minh rằng ta là người Việt Nam, bảo tồn, phát huy và tự hào về những cái giá trị đó. Còn quý vị sao quý vị?